rất vui được gặp lại quý anh chị, quý khách hàng trên kênh YouTube Nhà Đất Hồng Sơn. Buổi chiều hôm nay mình đã có mặt tại phường An Phú thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để review cho khách hàng một căn nhà mặt tiền đường, kinh doanh buôn bán đa ngành nghề. Căn nhà này hôm nay em giới thiệu có diện tích là ngang 5, chiều sâu là 25m, tổng diện tích là 125m2. Được chủ nhà đúc một trệt một lầu. Căn nhà này có hướng Tây Nam. Nhà này thuộc mặt tiền đường thông buôn bán, thông từ bên đường DT743 sang đường Liên Huyện. Đường trước nhà của căn nhà này rộng khoảng 15m nhé. Ở đây đang kinh doanh buôn bán rất là nhiều ngành nghề này. Đây bán hàng ăn, bán quần áo. Bên đây có hải sản tươi sống. Và phía đây có rất nhiều quán xá nhé, như quán cà phê, quán nhậu. Bên đây là thuốc tây này. Ở đây bây giờ khoảng 30 phút nữa thôi là đường này sẽ rất là đông nhé. Ở đây có gần có công ty, quán xá rất là nhiều. Quán ăn này. Bây giờ mình sẽ giới thiệu chi tiết gần hơn. Căn nhà hôm nay em giới thiệu có chóp máy thái này này. Hiện tại đang kinh doanh buôn bán mặt hàng điện tử như điện thoại nhé. Đây là căn nhà em giới thiệu cho quý vị này. Ngang 5, dài 25m, hướng Tây Nam. Nhà này cách vòng xoay An Phú chỉ khoảng hơn 1km thôi. Rất là gần nhé. Bây giờ để em qua đường này. Xe lưu thông rất là đông nhé. Đây, bây giờ đã sang tới nơi rồi. Đây là căn nhà mình nhé. Em vừa qua đường, xe rất là đông, qua lại nó hơi khó. Bây giờ mình di chuyển vào trong. Ở đây có bậc để mình chạy xe hơi lên trong nhà luôn nhé. Công năng sử dụng căn nhà này gồm gara đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp và view bán hàng ở phía trước. Phía trên được chủ nhà đúc một trệt một lầu. Ở đây hiện tại đang bán điện thoại di động và linh kiện phụ tùng điện thoại nhé. Ở đây kinh doanh buôn bán rất là tốt. Đường trước nhà thì trước mình có trường mầm non nhé. Bây giờ mình cùng di chuyển vào trong này. Vừa rồi mình đi qua view bán hàng rất là rộng nha. Trong đây mình có phòng khách. Phòng khách này rất rộng nha. Chủ nhà kê bàn ghế gỗ đỏ, gỗ hương rất là đẹp này. Phía trên mình có hệ thống trần gỗ FOMU, gỗ mít. Đây là cái trần này rất là đẹp nha. Nhà đúc một trệt một lầu kiên cố. Bây giờ mình di chuyển vào trong khu bếp nấu ăn này. Hai bên chủ nhà dán giấy dán tường rất là đẹp nha. Trong đây có khu bếp nấu ăn rộng rãi này. Ở đây mình có bộ bàn ăn 6 ghế rất là đẹp nha. Tặng luôn cho khách hàng nếu khách hàng thích. Đây có dàn tủ bếp rất là rộng nha. Đây có chỗ kê tủ lạnh hai cánh còn rộng mênh mông ở đây. Phía sau mình có cửa sổ thoáng mát này. Phía cuối mình có phòng vệ sinh ở dưới nhé. Bây giờ mình cùng di chuyển lên trên và quý vị mình nhìn lại không gian tầng trệt một lần nữa nhé. Bác nào có nhu cầu đi xem căn nhà này, vui lòng liên hệ với số điện thoại của em trên màn hình, số 0973 114 255. Hẹn gặp em ngay ở vòng xoay An Phú, em sẽ dẫn vào xem nhé. Bác nào đi xem thì hẹn gặp em ngay vòng xoay An Phú nhé. Cầu thang được chủ nhà làm đá đen kim sa, tay vịn gỗ gò đỏ và kiến cường lực rất là chắc chắn nhé. Quý hàng nào đang xem
Nếu chưa ấn đăng ký kênh thì vui lòng ấn đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới nhất mà em đưa lên hàng ngày, để cho quý vị mình cùng tham khảo nhé. Cứ ấn đăng ký kênh thoải mái, miễn phí, và nếu có nhu cầu đi xem những căn nhà mặt tiền thì vui lòng liên hệ với số điện thoại của em sẽ dẫn vào xem nhé. Lên tới lầu trên rồi, trong đây có hai phòng ngủ. Phòng ngủ này rất rộng nhé, rộng khoảng gần 20 m². Hiện tại chủ để đồ đang khóa, thì bác nào đi xem em sẽ kêu chủ mở cho nhé. Phía sau mình có sân phơi đồ và phòng vệ sinh ở phía cuối. Đây có phòng vệ sinh rất là rộng nha. Đây cái máy giặt phơi đồ thoải mái không gian này. Đây có vòi tắm đứng và vòi tắm nằm. Thắt rất là ok nha. Bây giờ sang phòng ngủ tiếp theo này. Phòng ngủ này cũng đang để đồ luôn nhé. Đồ rất là nhiều. Bác nào đi xem em sẽ kêu chủ nhà mở cửa cho xem. Mình coi sơ ngoài đây thôi nhé. Phía trước mình có phòng thờ phía trước này. Đây có phòng thờ nhé. Ban công phía trước này. Phía trước đây là view bán hàng này. Rồi, cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.